Đây là các em học sinh bị ảo giác, ngáo đá sau khi hút thuốc lá điện tử. Không làm chủ được hành vi, lời nói. Thậm chí nhiều em phải đi cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, khó thở sau khi hút thuốc. Đặc biệt mới đây nhất, hai em sinh viên của trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh đã bị sốc khi hút thuốc lá điện tử, khiến cho các bậc phụ huynh và nhà trường rất lo lắng. Cái sự việc xảy ra rất là đáng tiếc. Đây là một trong những cái việc mà ngoài sự mong muốn của ban giám hiệu nhà trường. Tuy nhiên cái việc này thì khi các em sử dụng thì tôi nghĩ rằng các em cũng không lường hết được những hậu họa mà nó xảy ra sau khi các em sử dụng thuốc lá điện tử. Điều làm nên sức hấp dẫn của các thuốc lá điện tử đó chính là các lọ tinh dầu như thế này. Nó có đủ mọi loại mùi vị khác nhau nên rất kích thích giới trẻ sử dụng. Thậm chí là các đối tượng thường lợi dụng để pha trộn ma túy và thuốc lá điện tử. Sử dụng quá liều sẽ sinh ra ảo giác và ảnh hưởng đến tế bào não. Em công nguyện bậc 2 đi. Lao đó ước mơ em sẽ trở thành hiện thực. Em sẽ hớn người. Em sẽ thành con ma hoặc là thành con quỷ. Các cái nghiên cứu đây cho thấy rằng các cái khói thuốc lá điện tử nó cũng có cái thành phần các chất độc hại tương tự như thuốc lá truyền thống. Các cái nghiên cứu đây cho thấy rằng đã có những biểu hiện và có những tổn thương phổi liên quan đến vấn đề bệnh nhân hút thuốc lá. Ghi nhận trong nước hiện nay thì có rất nhiều trường hợp hút thuốc lá điện tử và có những biểu hiện bất thường như là loạn thần kích thích. Theo các bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, đa phần thuốc lá điện tử có chứa nicotine, chất gây nghiện cao là nguyên nhân gây ra các bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và ung thư. Sử dụng nicotine thường xuyên còn gây ngộ độc, đột quỵ, dẫn đến tử vong.